Anh trai ơi, nhà em có cả cái cây sim ăn quả nhá. Đây là hàng sim ăn quả. Mùa này đang là mùa quả của nó, cho nên là kiểu nó không còn nhiều cái bông hoa nữa. Đây lác đác, trong thi thoảng thì vẫn còn cây còn hoa. Cái sim quả này thì lá hoa nó màu hồng hồng. Đây, rất đẹp như này. Đó. Đấy, bông hoa của nó đấy ạ. Cái chiều cao của cây ở đây ạ. Chiều cao của cây ở đây thì cao khoảng tầm thấp nhất là như cái cây này cũng được 1m2, còn đâu những cái cây này nó còn phải tầm 1m6, 1m7. Cây rất là đẹp luôn ạ. Ngoài cái hàng sim quả như này ấy, thì nhà em còn có cả hàng sim sim thái, hay là còn gọi là cây mua thái ạ. Đây, hoa của nó như này. Và cũng là hàng thoát thân nhá, cực kỳ đẹp. Cao 1m2 ạ. Cái lô này thì không có nhiều đâu. Nếu mà các anh chị và các bạn có nhu cầu và muốn mua thì alo thật sớm để có được những cái cây sim sim ăn quả, cũng như là cái cây sim hoa, sim mua thái mà hàng thoát thân, cao 1m, 1m2. Rất đẹp như này ạ. 097 797 3535 ạ. Còn cái hàng mà sim ăn quả thì cái cây của nó cao to hơn. Ví dụ như này, đây là cái cây cao nhất. Cái thân của nó thì gần bằng cái ngón út của em thôi ạ. Còn đâu cái chiều cao của cái cây thì cao phải tầm 1m7, 1m8 ạ. Các anh chị có nhu cầu muốn mua thì alo thật sớm ạ. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn.